Lưu ý gì khi lần đầu gặp mặt người lạ? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Thì với việc các bạn ra ngoài kinh doanh, ra ngoài làm ăn, ra ngoài tiếp xúc với là khách hàng hay thậm chí các bạn ra ngoài cuộc sống thôi, bạn đi giao lưu, bạn đi gặp gỡ những người này người kia hay tới những cái chương trình, những cái hội nghị, những cái sự kiện, những cái buổi party, những cái buổi networking, thì việc gặp mặt người lạ là cái điều rất là hiển nhiên và xảy ra thường xuyên và liên tục. Vậy làm gì khi gặp một người lạ, chúng ta sẽ lưu ý những điều gì để có thể là tạo một cái mối quan hệ tốt nhất cũng như là có một cái cuộc giao tiếp ok nhất. Thì ở video clip này, Tân sẽ lưu ý cho các bạn những điều đó và giúp cho các bạn có thể cải thiện được trong cái quá trình mà chúng ta đi giao tiếp, đi làm ăn bên ngoài, đạt được những kết quả tốt hơn. Và trước khi đi vào nội dung của video này thì hãy bấm subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Tân nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính. Và điều đầu tiên Tân muốn nói các bạn khi gặp gỡ một người lạ chính là hãy nhớ cái tên của họ. Điều này rất quan trọng nha. Điều này là một nguyên lý để được gọi là nghiên cứu. Bởi vì sao? Bởi vì cái tên là cái âm thanh mà thân yêu nhất, thân thương nhất và thích thú nhất khi bất kỳ ai muốn gọi, muốn được nghe khi giao tiếp với người lạ khác, đặc biệt là người lạ. Khi mà giao tiếp với người lạ mà được xưng cái tên á, liên tục á, thì cái người mà đối diện á, cái người bạn, người đối diện, người lạ đó, người ta sẽ cảm thấy rất happy, cảm thấy rất là được tôn trọng và cảm thấy người kia rất là chú tâm đến với mình. Với vậy khi mà giao tiếp người lạ, sau khi hỏi cái tên của họ thì hãy lặp đi lặp lại nhiều lần về cái tên họ. Thứ nhất là để cho bạn nhớ trong đầu, thứ hai là để cho họ thấy được cái sự trân trọng về phía bạn, chứ đừng gọi anh tôi đồ này kia các kiểu nhìn rất là xa lạ ha. Dùng cái tên họ, thứ nhất là hãy nhớ cái tên của họ và sử dụng cái tên của họ trong suốt quá trình mà các bạn giao tiếp với họ, thì điều đó là một điều rất là tuyệt vời, giúp cho họ có thể có ấn tượng với bạn, có cảm tình với bạn và cuộc nói chuyện này nó sẽ đi sâu hơn, xa hơn và mang lại nhiều giá trị hơn ha. Thứ nhất, hãy nhớ đến cái tên của họ. Thứ hai, hãy nhìn cái cách ăn mặc của họ, nhưng đặc biệt là thần thái và phong thái. Ăn mặc của họ nhìn bên ngoài như thế nào, bạn có thể cảm nhận được cái có thể là tính cách bên trong của họ, có thể là con người họ và địa vị của họ. Nhưng câu chuyện á, thì thực tế ra cái việc mà mặc như thế nào á, cũng không thể là đánh giá họ là một con người ra sao, họ ở địa vị nào và làm những công việc gì. Tuy nhiên á, nó cũng thể hiện một phần nào đó về cái tính cách con người họ. Ví dụ một người là làm chủ tịch tập đoàn hay giám đốc công ty, có ra ngoài uống cà phê, mặc quần đùi, áo thun đi chăng nữa thì họ cũng mặc đồ rất là đàng hoàng. Thực sự không thể nào mặc một cái áo thun mà rách tan nát hay là một cái quần mà nó quần què cũng cỡ như là quá đầu gối. Không thể có những cái khu thời gian như vậy được, nó quá phi lý, không có chuyện đó. Thì nếu mà một người như vậy thì các bạn nhìn người không đàng hoàng hay là kiểu như trẻ trâu thì các bạn cũng không thể tin tưởng. Mặc dù á, các bạn hiểu một cái nguyên lý này, chúng ta không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, tuy nhiên là cái vẻ bề ngoài nó cũng một phần nào đó quyết định được cái tính cách của người ta như thế nào và cái con người ta ra sao. Nên không phải là những người mà người ta đã có địa vị, có là cái quyền thế, có là cái chức vụ, có cái tài sản thì ra ngoài họ không có thể mà xòe xòa được, họ không có thể mà bôi bác được, không có thể mà mất lịch sự được. Cho dù là Tân đã từng gặp một ông chú rất là giàu, ba người con đều là bác sĩ và ổng đang ở gọi là có thể gọi là biệt thự rất là lớn, nhưng mà ổng đi chiếc xe rim thái đời cũ mà ba Tân đang đi. Trước đó thì cái tuổi đời rất là lâu, chiếc rim thái rồi đó, mua bằng 4-5 cây vàng vậy đó. Ông đi chiếc rim thái, ông mặc đồ cũng áo sơ mi, quần tây nóng thùng thôi, nhưng mà cũng cũ chứ không phải là mới. Nhưng mà cái mà ông mang tới á, là một cái sự mà lịch sự và sạch sẽ, chứ không có bôi bát, không có nhếch nhác, không có dơ giấy, không bẩn thỉu, không có chuyện đó. Cho dù họ có mặc đồ là đồ cũ, đi chiếc xe cũng hơi cũ một tí, nhưng mà nhìn đàng hoàng thật sự, chứ không có bôi bát, không có xà bát đâu.
Nên là cái cách ăn mặc cũng một phần nào đó bạn có thể cảm nhận được họ như thế nào, chứ không phải là không đâu ha, không phải là không. Nhưng mà sau cái cách ăn mặc đó thì cái mà quan trọng hơn là bạn nhìn vào cái thần thái và phong thái của họ. Một người mà ở chức vụ địa vị, có quyền lực, có tài sản thì họ sẽ toát lên cái sự tự tin của họ. Sự tự tin trong cách ăn nói, sự tự tin trong cái cách mà cầm ly, sự tự tin trong cách kéo ghế ngồi, sự tự tin cách nói chuyện và sự tự tin trong cái ánh mắt của họ. Bạn hãy cảm nhận được tất cả những điều đó thì bạn mới có thể hiểu được họ như thế nào và họ ra sao. Chứ không phải là một người mà rụt rè, nhút nhát, rồi lảng tránh, rồi cái như thế này như kia mà họ lại là một người đang thành công thì không có chuyện đó. Một người rụt rè, nhút nhát, lảng tránh, sợ hãi là những người đang thất bại. Nói thất bại thì hơi quá, chứ mỗi những người đó chỉ làm những công việc bình thường. Họ là những cái nhân viên trong những công sở rất là bình thường thôi, không có gì nổi bật đâu. Còn một người tự tin, nói chuyện nhanh, còn lẽ dứt khoát, rồi có cái phong thái, có sự đỉnh đạt của họ, có sự tự tin của họ và dứt khoát của họ, thì những người đó là những người đang là cái gì đó. Tân không dám nói là cái gì, nhưng mà sẽ là đang là một cái gì đó thành công của họ tại xã hội, thì họ mới như vậy. Đó là những cái mà bạn có thể cảm nhận được người khác. Thì đối với từng loại người thì các bạn sẽ có những cái cách mà nói chuyện sao cho nó phù hợp. Dĩ nhiên là bạn nên tiếp cận và tiếp xúc những người thành công hơn bạn, giỏi hơn bạn, có cái phong thái, có sự đỉnh đạt, có sự tự tin như vậy thì bạn mới tốt hơn. Chứ bạn không thể nào mà làm quen với những người mà thấp hơn bạn, có những cái năng lực thua bạn hay là những cái thành công mà thua bạn. Tại vì nếu mà bạn làm quen, tôi đang nói mối quan hệ lạ nha, không nói những mối quan hệ bạn bè xưa hay là những người trước đây. Mối quan hệ lạ bạn kết nối thì bạn phải kết nối những người bằng hoặc hơn bạn thì bạn mới phát triển được. Còn bạn kết nối với những người mà thấp hơn bạn thì đâu có cái lý do gì mà để bạn phát triển đâu, mà bạn lại mất thời gian cho họ nữa. Nhiều khi họ hỏi bạn cái này, họ hỏi bạn cái kia, rất mất thời gian để bạn hỗ trợ bạn họ hay giải thích cho họ rồi phân tích cho họ. Nhiều khi giải thích họ không hiểu, giải thích gì là rất mất thời gian của bạn. Mà thời gian là hữu hạn nên bạn phải trân trọng được cái điều đó. Thứ ba ha, cách giao tiếp. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân bằng ngôn ngữ cơ thể. Nhiều người nói là ngôn ngữ cơ thể thì khi mà diễn thuyết, khi mà biểu đạt một cái gì đó thì mới sử dụng, chứ bình thường sử dụng làm gì. Nhưng mà thực tế ra trong giao tiếp bạn sử dụng ngôn ngữ cơ thể nó rất là hiệu quả các bạn. Ngôn ngữ cơ thể là bằng cử chỉ tay nè, bằng cái cách mà bạn đứng nè, bằng cái cách mà bạn ngồi khoác chân lên chân trái lên chân phải lên chân trái nè, cách mà bạn gãy chân như thế nào nè, cách mà bạn gõ tay xuống bàn là sao nè, cái ánh mắt của bạn, cái nụ cười của bạn, tất cả những điều đó đều thể hiện cái ngôn ngữ cơ thể. Và ngôn ngữ cơ thể sẽ mang tới cho người ta cái sự thiện cảm hay cái sự ác cảm là cũng từ ngôn ngữ cơ thể. Bởi vậy khi mà cái cách giao tiếp của bạn sử dụng thêm cái ngôn ngữ cơ thể mà nó tạo cái sự thiện cảm cho người khác, tạo những điều tích cực cho người khác, đó là một cái sự tuyệt vời mà bạn dành tới cho những mối quan hệ mới. Và khi họ thấy được những điều đó thì chắc chắn một điều là họ sẽ yêu mến bạn hơn, có cái sự mà thích thú với bạn hơn, có cái khả năng mà tiếp cận bạn cao hơn và đi sâu hơn vào rất nhiều vấn đề khác. Và ngôn ngữ cơ thể sẽ giúp cho cả hai sẽ tiến lại gần nhau hơn, sát nhau hơn. Chỉ qua thông qua những cái bắt tay, những cái vỗ vai thì cũng thấy là yêu mến hơn, cảm thấy gần gũi hơn. Để hiểu về năm ngôn ngữ cơ thể, để hiểu về ngôn ngữ cơ thể thì các bạn sẽ tìm những cái video liên quan tới body language thì bạn sẽ nắm được tất cả những điều này. Và đâu đó trong chuỗi những cái video liên quan tới marketing thì nó cũng sẽ có đâu đó những cái thứ liên quan tới ngôn ngữ cơ thể và Tân sẽ chia sẻ nó trong tương lai. Hãy bấm subscribe, đăng ký kênh một chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video tiếp theo về những chủ đề đó. Tân hứa thì Tân sẽ làm. Thứ tư đó chính là quan sát. Quan sát, tìm hiểu và hỏi thăm nhiều hơn. Cái đỉnh cao của giao tiếp đó chính là lắng nghe, chứ không phải là nói nhiều. Lắng nghe nha các bạn. Bạn lắng nghe, nhưng mà để lắng nghe thì bạn phải có kỹ năng đặt câu hỏi. Kỹ năng đặt câu hỏi để khai thác cái thông tin của người đối phương.
khai thác về những cái thông tin cá nhân, cũng như thông tin về công việc nghề nghiệp, thông tin về sở thích, thông tin về hành vi, thông tin về những quan điểm của họ. Hãy biết cách khai thác. Đặt câu hỏi là một kỹ năng nhé. Kỹ năng đặt câu hỏi rất quan trọng, và không phải ai có khả năng đặt câu hỏi đâu. Tân là chuyên gia mà đặt câu hỏi cho người khác luôn. Nhiều khi người ta đặt câu hỏi cho mình, mình đặt ngược lại luôn. Tân thì không thích bị dẫn dắt, Tân toàn dẫn dắt người khác mà. Thì cái việc mà đặt câu hỏi thì bạn sẽ khai thác được người khác một cách nhiều hơn, và khi đó bạn sẽ hiểu đối phương hơn. Và khi hiểu đối phương hơn thì bạn sẽ có những câu chuyện, những cái góc nhìn, những quan điểm, những cái kiến thức để bạn đi sâu hơn, bạn có thể trao đổi cách rộng hơn, và giữa hai người sẽ có cái mối gắn kết mà nó tốt hơn. Bởi vậy hãy quan sát xung quanh họ, cách mà họ ứng xử nói chuyện người khác như thế nào, rồi cái hành vi của họ, rồi những gì mà họ đang, ví dụ như thẻ đeo, và họ đang làm cái công việc gì, cái kiểu, hay là họ đang mang đôi giày gì, hay là cái áo gì. Bạn tìm tất cả những cái điểm đó mà bạn có kiến thức, bạn hãy bắt chủ đề về điểm đó, và bạn nói chuyện về những cái điểm đó, phân tích những điểm đó, hỏi thăm những điểm đó, để họ nói ra. Nó giống như là hình, ví dụ như hình nền điện thoại của họ, họ để hình gia đình của họ. Bạn quan sát thấy điều đó, bạn hỏi sâu hơn về gia đình. Ồ, con trai anh dễ thương quá ha, cháu mấy tuổi rồi, rồi năm nay cháu học trường nào, rồi thấy gia đình anh hạnh phúc ha, gia đình anh hay đi du lịch không, rồi gia đình anh hay tới ăn những nhà hàng nào, tôi cũng vậy nữa. Chúng ta bắt cái câu chuyện nó rộng hơn, nó kéo dài hơn, nó xa hơn. Và đừng có hỏi quá nhiều về những cái liên quan tới là gọi là cái gì ta, gọi là cái tâm tư mà riêng của họ. Đừng hỏi nhiều, tại vì bạn chưa đủ đi sâu hơn như vậy đâu. Bạn chỉ hỏi những cái bề mặt thôi. Còn khi nào mà cái tình cảm, mối quan hệ nó sâu sắc hơn á, thì mới hỏi về những cái riêng tư, những cái mà cái quan điểm bên trong, rồi đôi khi những cái liên quan tới tình cảm hay cái gì đó bạn tâm sự đó, thì nó mới hay. Còn lần đầu tiên mà bạn như vậy thì người ta sẽ đánh giá bạn không tốt ha. Rồi, đó là cái mà bạn lưu ý. Và cái cùng, cái thứ năm là giữ liên hệ, tạo kết nối. Thì sau khi mà gặp làm quen thì hãy nên giữ liên hệ và tạo cái kết nối để tiếp tục duy trì và tiếp tục phát triển nó lên thành những mối quan hệ tốt hơn, những cái người bạn thực sự của các bạn. Điều này các bạn làm như thế nào? Thì Tân thấy hồi xưa họ hay trao cạc visit với nhau, nhưng mà giờ đâu ai xài cạc visit, ít người xài cạc visit. Tân thì không bao giờ xài cạc visit hết. Các bạn biết tại sao không? Tại vì chỉ cần lên trên Google search Tân Nguyễn Marketing là biết Tân rồi. Tất cả thông tin đều có trên đó hết. Kết nối Zalo, kết nối với Facebook để liên hệ với Tân rất là dễ dàng. Nên là Tân chỉ cần anh lên Google hay là chị lên Google search Tân Nguyễn Marketing là có thông tin của em. Vậy thôi. Đâu cần phải đưa cạc visit làm gì đâu. Nó mất công. Thì cái việc mà đưa cạc visit á, thì người ta sẽ là lãng quên mình. Quên nhanh lắm, 2 phút thôi. Chỉ cần 2 phút thôi, người ta sẽ không biết cái cạc visit này của ai, đặc biệt là những cái chương trình mà networking. Quên liền, quên chắc chắn là quên liền. Không có cái gì để nhớ nhau cả. Và bạn phải nhớ một điều là không có lĩnh vực gì mà bạn độc quyền cả. Nên là khi người ta cần tới, người ta không liên hệ bạn đâu. Người ta sẽ liên hệ những người mà họ quen, bạn bè của họ, hay là những người mà người quen của bạn bè của họ có sự tin tưởng thôi. Còn bạn dù sao cũng là những người lạ, mới xã giao thì những người lạ. Với vậy bạn phải làm sao cho tạo sự tin tưởng, tạo sự tin tưởng của họ cao hơn. Và một công cụ mà Tân nghĩ các bạn nên sử dụng đó chính là Facebook. Facebook đối với Tân đó là một cái công cụ mà giữ mối quan hệ, tạo mối quan hệ, giữ mối quan hệ thật sự tốt và duy trì mối quan hệ nó lên cao hơn. Và hãy sử dụng Facebook, hãy xin cái nick Facebook của họ, friend đi. Có thể 1 năm, 2 năm các bạn chỉ là xã giao với nhau thôi, nhưng mà có khi đến năm thứ 3 bạn sẽ làm ăn với nhau đấy. Và nhiều khi qua cái Facebook bạn có thể hiểu hơn về họ, và đôi khi bạn họ sẽ trở thành những người bạn thân, trở thành những tri kỷ của nhau lúc nào không biết ha. Nên là hãy xin Facebook của họ, kết nối họ qua Facebook. Điều đó sẽ giữ được cái mối quan hệ của bạn và phát triển mối quan hệ lên cao hơn. Còn xin số điện thoại, thậm chí là xin Zalo cũng ít tương tác lắm. Zalo, cái chiều sâu của Zalo nó không cao, nên cái sự tương tác giữa hai người ấy, nó chỉ là nhắn tin qua lại là chính thôi. Cái tương tác mà những cái sở thích, hành vi ấy, thì nó ít lắm, nên người khác khó hiểu về bạn, khó nắm về những hoạt động của bạn, cũng như là đi sâu hơn về bạn. Bạn cũng như vậy. Thì như vậy cái mối quan hệ của hai người nó sẽ không có lớn hơn, không có sâu sắc hơn, và nó sẽ khó tiến triển lên những cái tầm cao mới.
Thì trên đây là 5 cái điều mà Tân cần lưu ý với bạn khi bạn đi ra ngoài làm ăn, giao thiệp, tiếp xúc với người lạ, cần chú ý 5 điều này. Và 5 điều này chắc chắn nếu bạn chú ý và bạn làm tốt nó thì nó sẽ giúp cho bạn rất là nhiều thứ trong cái việc mà bạn phát triển những mối quan hệ, xây dựng mối quan hệ. Và mối quan hệ, bạn nên hiểu, mối quan hệ đó là chìa khóa của sự thành công. Nếu giá trị video clip thấy hay và thiết thực, hãy bấm like ủng hộ cho Tân. Cùng với đó là subscribe, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video tiếp theo trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Hãy để lại cảm nhận của bạn bên dưới phần comment. Video đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.